Đến 9 giờ 20 phút sáng nay, giờ Việt Nam, cường độ bão Minton đã giảm xuống thành bão cấp 2 sau khi đổ bộ vào đất liền, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ. Với sức gió 177 km/h, tâm bão hiện nằm cách 32 km về phía đông bắc Sarasota, Florida. CNN nhấn mạnh mặc dù cấp độ bão đã giảm nhưng cảnh báo những tác động nguy hiểm là không thay đổi. Theo đài CNN, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho biết ít nhất 19 trận lốc xoáy đã được xác nhận và 116 cảnh báo lốc xoáy được ban hành trên toàn bang này khi cơn bão Minton đổ bộ. Theo NBC News, phát ngôn viên của Sở Cứu Hỏa hạt STLUCIE, bang Florida cho biết cơn lốc xoáy quét qua hạt này lúc 16 giờ 28 phút giờ địa phương đã khiến hai người thiệt mạng và nhiều người khác được đưa đến bệnh viện. Ngoài ra, 9 cảnh báo lũ quét và 4 cảnh báo lũ bổ sung cũng đã được ban bố. Ông DeSantis không quên nhấn mạnh vẫn còn rất nhiều nữa sẽ đến. Hiện bang Florida đã cung cấp máy phát điện cho các nơi trú ẩn, bố trí dự trữ nhiên liệu. Lực lượng chức năng sẽ hộ tống các xe chở nhiên liệu đến các trạm xăng khi các cảng mở cửa trở lại.